Rồi, em xin chào cả nhà nha. Em lên một cái combo phần cuối nha. Bán vui phần 4. Chị tổng cộng 7 cái đồng hồ, 6 cái đồng hồ với một cái máy cà rau là 1 triệu, chuyển khoản full em bao ship nữa cả nhà. Đây, em có một con đồng hồ Seiko nha, hai lịch chạy full chức năng luôn nha cả nhà. Dây Bambi nè. Đó, nguyên riêng luôn nha. Rồi, một em đồng hồ Casio nè, điện tử nha, đầy đủ chức năng luôn, có đèn luôn nha, đó, đèn chuông nó đầy đủ nguyên riêng chính hãng luôn nha các nhà. Rồi một em Suunto này nè, đó, có độ cao nước biển nè, áp suất không khí nè, la bàn nè, đó, còn chuông luôn nha. Đó, đầy đủ chức năng nha cả nhà. Đây, Suunto là Phần Lan kết hợp với Nhật nha. Đó, size 50 nha cả nhà. Rồi, tổng cộng là 3 con rồi đó. Rồi, con thứ tư nè. Đó, đầy đủ chức năng luôn nha. Có đèn luôn nha cả nhà, đèn xanh dương nha, cá heo nha. Con này sản xuất tại Hàn Quốc nha cả nhà. Đó, 4 con nè. Rồi một em đồng hồ Casio Baby G nè, mặt tráng gương nha. Đó, đầy đủ luôn, đèn nè, đó, rất là sáng luôn nha. Đó. Rồi 5 con nè, con này chưa vô pin nha, về gắn dây vô pin tự xử giúp em. Đó. Rồi một cái máy cạo râu nha. Đó, tổng cộng là 6 con đồng hồ với một cái máy cạo râu chuyển hãng full em bao ship nha.